Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tô đang tự phế võ công, tuy mạnh nhưng khó tiến xa. Bộ Công an là bộ được duyệt chi ngân sách cao thứ nhì trong chính phủ của Việt Nam, chỉ đứng sau có Bộ Quốc phòng. Mỗi năm ngân sách trung ương chi cho Bộ Công an đến hơn 4 tỷ đô la, một con số vô cùng lớn. Có thể nói Bộ Công an vừa có quyền vừa có tiền, cho nên nếu không bị tai tiếng gì thì lại làm đen hồ sơ đảng, thì Bộ trưởng Bộ Công an có cơ hội rất lớn vào tứ trụ. Ông Trần Đại Quang cũng đã vào được tứ trụ chỉ sau có một nhiệm kỳ ngồi ở chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an này. Nhiều ý kiến cho rằng ông Bộ trưởng Tô khó có cơ hội vào tứ trụ hơn người tiền nhiệm Trần Đại Quang, mặc dù ông Tô đã nắm Bộ Công an sang nhiệm kỳ thứ hai và đã phục vụ ông Tổng khá nhiều. Đây là hình ảnh. Với hình ảnh này mà người đứng đầu nhà nước thì sẽ là hình ảnh quá xấu hổ. Hiện nay ông Tô Lâm đang có cơ hội rất lớn để vào tứ trụ khi mà ông Chủ tịch nước đang vướng vào vụ bê bối Việt Á vì để người nhà của ông dính vào vụ này. Có thể đến kỳ đại hội nghị trung ương sắp tới, ông Chủ tịch sẽ bị ép từ chức vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, khả năng này chỉ là 50-50. Không có gì đảm bảo là chuyện thay thế sẽ xảy ra, mà giả sử có xảy ra đi nữa thì chiếc ghế đấy cũng có rất nhiều người đang nhắm đến, tranh giành nó. Mà trong đó có thể kể đến là ông Phan Đình Trạc, người luôn cạnh tranh ảnh hưởng với ông Tô và là người thân cận của ông Tổng Bí Thư. Thời gian trước, khi mà ông Nguyễn Tân Dũng nắm chiếc ghế Thủ tướng, ông Dũng cũng rất giỏi dùng tiền gây ảnh hưởng chính trị. Và cho đến bây giờ chưa ai giỏi việc đó bằng ông Dũng cả. Hiện nay với vai trò là Bộ trưởng, nắm một bộ có ngân sách khủng thứ nhì của chính phủ, ông Tô hoàn toàn có khả năng dùng tiền gây ảnh hưởng chính trị tới các nơi khác. Một số người đánh giá ông Tô rất khéo kiếm tiền. Ông không để lộ hình ảnh tham nhũng công khai như ông Nguyễn Tân Dũng vẫn bung ra. Thậm chí việc xây dựng tượng đài cảnh sát đổ sổ, ông cũng ém rất kỹ tổng mức đầu tư, không ai biết là bao nhiêu, mặc dù người dân có thể dự toán đến hàng chục triệu đô la. Mà ai ém giỏi thì người đó dễ ăn, vì ăn sẽ ít ai biết. Về phần kiếm tiền thì ông khéo thế, nhưng dùng tiền gây ảnh hưởng chính trị thì ông Tô Lâm không giỏi. Vậy nên khó có cơ hội hơn cho kẻ khác, nhưng vẫn có những người tinh ý về chuyện này hơn ông Lâm. Đây là hình ảnh người đứng bên ông Tô Lâm hiện nay, là một tình nghi tội phạm có tổ chức đã bị bắt giam ở Slovakia, đó là anh cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ trước đây. Vài việc vụ vặt vì lý cách sử dụng đồng tiền gây ảnh hưởng chính trị thì ông Tô còn rất vụng về trong việc xây dựng hình ảnh chính trị ra. Nếu làm chính trị khôn khéo, không ai lại đi ăn thịt bò dắt vàng để rồi hình ảnh bị phơi ra trước bản dân thiên hạ để mọi người đàm tiếu. Đấy là chưa kể đến hành động bắt cóc người tại Berlin, làm cho hình ảnh của ông Tô Lâm xấu đi và người dân trong nước và cả trên thế giới đều kinh hãi khi nhìn thấy ông. Giả sử như ông Chủ tịch nước về hưu sớm, ông Tô là ứng cử viên cho chiếc ghế Chủ tịch, thì liệu khi làm người đứng đầu nhà nước, đặc biệt là các chuyến công du nước ngoài mà Chủ tịch nước Việt Nam bị dính ảnh ăn thịt bò dắt vàng và bắt cóc người tại lãnh thổ của Đức, thì có thể nói rằng đó là nhục quốc thể. Trong khi tòa án Đức vẫn liên tục xét xử đến vụ mật vụ thứ hai của Việt Nam. Đây là cách cản trở thứ hai đối với ông Tô Lâm. Phải nói rằng hiện nay vai trò của ông Tô với ông Tổng là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả đối thủ của ông là Phan Đình Trạc. Tuy nhiên, nếu ủng hộ người vào chức Chủ tịch nước thì chưa chắc gì ông Tổng ủng hộ ông Tô hơn ông Trạc. Có người nhận xét khá gay gắt, có thể là do độc mồm khi cho rằng ông Tô chỉ làm tốt vai trò công cụ, chứ không làm tốt vai trò của người điều khiển. Nhận xét này có phần khá đúng, vì ông Tổng điều khiển ông Tô dễ hơn điều khiển ông Trần Đại Quang. Chính vì làm vai trò công cụ tốt nên ông Tổng dùng ông Tô đến hai nhiệm kỳ, bất chấp ông Tô đã để lại nhiều tai tiếng xấu cho bộ máy của chính quyền của Đảng với nhiều vụ việc khác nhau. Đây là hình ảnh, xem ra chiếc ghế Chủ tịch nước của ông Phúc còn khá xa so với tầm với của ông Tô. Với những cách làm gây nên hình ảnh xấu như thế, được xem như ông Tô đã tự phế võ công hay tự hại mình trên chính trường đầy khốc liệt. Nếu không có những scandal không đáng có thì ông Tô rất dễ lợi thế vào tứ trụ. Tuy nhiên với những gì ông đã làm được
nhiều người đánh giá rất khó lên cao hơn nữa. Đấy chỉ mới là đánh giá, còn thực tế như thế nào thì vẫn phải chờ xem hội nghị trung ương tới đây quyết định. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch sắp mất ghế, con trai ông chủ tịch nước giờ đang chìm nơi đâu. Như tờ Thời báo.de đã phân tích, ông chủ tịch nước Việt Nam hiện nay đang học Nguyễn Tấn Dũng ở khía cạnh tề gia. Con gái thì làm kinh tế, con trai thì làm chính trị, cũng cho con du học tại Mỹ về rồi phát triển sự nghiệp chính trị tiếp nối. Con trai ông chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Hiếu, sinh năm 1991, hiện 31 tuổi, từng du học ở Mỹ để về nước làm chính trị. Ông Nguyễn Tấn Dũng thì cũng có hai con trai. Con trai đầu là Nguyễn Thành Nghị, hiện nay là tiến thân. Trên con đường chính trị của mình, Nghị đã từng làm đến chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng khi ông Dũng còn đương chức Thủ tướng. Và giờ Nghị đang là Bộ trưởng một bộ trong chính phủ, đang tràn đầy hy vọng vào Bộ Chính trị vào nhiệm kỳ tới. Vì thế, con trai của ông chủ tịch nước không thể theo tấm gương Nguyễn Thành Nghị được, vì Nghị đã bỏ quá xa so với Hiếu. Hiện nay, ông chủ tịch nước đang định hướng con trai theo cách đi của con út ông Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Minh Chiết. Đây là hình ảnh Nguyễn Minh Chiết là mô hình cho Nguyễn Xuân Hiếu. Nguyễn Minh Chiết sinh năm 1988, hiện 34 tuổi, chỉ hơn Nguyễn Xuân Hiếu 3 tuổi. Được xem là trang lứa, đi theo cách đi của Nguyễn Minh Chiết thực tế hơn theo cách đi của Nguyễn Thành Nghị. Được biết, Nguyễn Minh Chiết hiện nay đang là lãnh đạo Trung ương Đoàn. Vào năm 2021, ở tuổi 30, Nguyễn Xuân Hiếu, con trai của Chủ tịch nước, đang giữ Phó Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, được chỉ định ghế Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Giang từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Như vậy, Nguyễn Xuân Hiếu tiến thân y hệt như Nguyễn Minh Chiết. Từ năm 2014, Nguyễn Minh Chiết lúc đó mới 26 tuổi, được đề nghị giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bình Định. Vào sau đó, vào năm 2015, Chiết lên Bí thư tỉnh Đoàn Bình Định và giữ chức đó cho đến năm 2016. Việc con trai của Chủ tịch nước của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận ghế Phó Bí thư tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Giang cho thấy ông Phúc đã có vạch bước đi cho con trai, và ông chẳng khác nào Nguyễn Tấn Dũng cũng vạch ra hướng đi cho cậu con út. Tuy nhiên, khác với Chiết, Hiếu xuất phát chậm và tiến cũng rất chậm hơn Nguyễn Minh Chiết. Đây là câu hỏi rất lớn mà giới theo dõi chính trị đã đặt ra cho gia đình hai ông thủ tướng này. Đây là hình ảnh Nguyễn Xuân Hiếu, con trai của Nguyễn Xuân Phúc, được bầu làm Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Giang. Chỉ sau có một năm, Nguyễn Minh Chiết từ Phó Bí thư tỉnh Đoàn lên Bí thư, nhưng Nguyễn Xuân Hiếu sau một năm chưa lên Bí thư tỉnh Đoàn Bắc Giang, trong khi đó cha của Hiếu đang là đương kim Chủ tịch nước. Có người cho rằng thế và lực của ông đương kim Chủ tịch nước đang yếu nên con trai của ông cũng đang tiến thân rất chậm. Tức là chậm so với Nguyễn Minh Chiết, con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng. Với con đường tiến thân của mình thì biết sức khỏe chính trị của người cha như thế nào. Nếu đến kỳ đại hội Trung ương thứ 6 mà ông Chủ tịch nước bị bay ghế thì xem ra sự nghiệp chính trị của Nguyễn Xuân Hiếu gian nan hơn rất nhiều và rất có khả năng đổ vỡ. Nguyễn Minh Chiết làm việc ở tỉnh Đoàn Bình Định 2 năm, là ra Hà Nội tham gia vào Trung ương Đoàn và hiện nay đang tràn trề chức Bí thư Trung ương Đoàn. Mà khi được lên được chiếc ghế Bí thư Trung ương Đoàn là chắc chắn có một suất ủy viên Trung ương Đảng, cấp hàng ngang với Bí thư tỉnh hoặc Bộ trưởng. Nếu ông Phúc chiến đấu để ngồi lại được chiếc ghế Chủ tịch nước thêm 3 năm nữa, thì nhiệm vụ của ông Chủ tịch nước là đưa con trai ra Hà Nội tham gia ban lãnh đạo của Trung ương Đoàn, thì từ đó mới hy vọng bước vào Trung ương Đảng. Nếu ông không làm được điều này thì Nguyễn Xuân Hiếu sẽ tự bơi, mà bơi từ Bắc Giang ra Hà Nội thì xa lắm, không có người dìu dắt, khó mà đến đích được. Đây là hình ảnh nếu ông Phúc rụng ghế sớm, Nguyễn Xuân Hiếu sẽ gặp khó khăn. Không hiểu vì lý do gì mà ông Chủ tịch nước cho con trai tham gia chính trị khá chậm. Điều này đã làm cho Nguyễn Xuân Hiếu thất thế khá nhiều so với những hạt giống đỏ khác. Có lẽ vì nhìn ra chiến lược của ông Dũng quá chậm, nên ông Phúc đã thiết kế đường quan lộ cho con trai chậm và làm cho Nguyễn Xuân Hiếu đánh mất khá nhiều cơ hội vượt lên.